Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Mèo. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với chuyên mục cuộc chiến đào trong video các bạn ơi. Và map này thì mình có tìm được và tên là map cuộc chiến đào xương rồng các bạn nhá. Ở đây mình đang thắc mắc không biết là xương rồng hay là xương rồng nữa. Đấy, không biết là cây xương rồng hay là bộ xương của con rồng. Cái này thì mình cũng không rõ các bạn ạ. Và kệ đi, xương gì thì lát nữa vào sẽ biết các bạn nhá. Trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ với chuyện bè và đừng quên nhớ đăng ký cho đăng ký ủng hộ Mèo các bạn nhá. Và nhớ chọn phần thông báo tất cả để không bỏ lỡ video của Mèo, cũng như bình luận hashtag là thăng Mèo và thăng bì tìm nữa các bạn nhá. Ok là bây giờ thì 3, 2, 1 bắt đầu. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ đến với map cuộc chiến đào xương rồng bạn ạ. Ôi từ ông cái em này thì ôm sao tự nhiên có mấy ông khác tìm hỏi chấm cái gì nhá, tự nhiên có mấy ông khác tìm ở đây nhở. Ôi từ của lạ ta bây giờ ta thôi kệ đi. Ô map này hình như map này không cấm nhân vật bạn ơi. Được đấy rồi, tôi sẽ dùng thử cái này xin đi. Anh nhầm lâu, cái này là đi chứ, đi level 2 cộng với cả bánh quy thơm. Ôi đào với cả tốc độ bàn thờ luôn các bạn ạ. Wow, trông xịn xò thực sự. Ui dồi ôi, anh nghe thông đào vậy là cái này là xương rồng chứ không phải xương rồng các bạn ạ. Nó là xương của con rồng nhá. Đấy, chính xác nó là xương của con rồng chứ không phải là cây xương rồng các bạn ơi. Đấy, nhiều khi đặt tên bác là cuộc chiến đào xương rồng không biết xương rồng là cái gì luôn các bạn ạ. Hoang mang thực sự chứ. Bạn chủ bác lần sau là nhớ để cái ảnh bìa nó liên quan đến cái xương rồng một tí nhỉ, để mình cũng biết được cái xương rồng là xương rồng gì. Ok rồi, bây giờ thì mình sẽ gì ấy? Ui không chưa gì chứ đã cam. Ôi lên đồ dễ thêm. Đây mình sẽ nâng lên quốc đá, quốc xăm. Ôi nâng quốc vẻ dễ nhở. Mình muốn lên quốc vàng cần gì ấy, cần phải chế cái khối xương rồng các bạn ạ. Ôi bây giờ chúng ta còn chế được cả đồ kim cương, sao rẻ thêm. Ui cái đồ kim cương có vẻ khá là rẻ các bạn ạ. Wow, súng level 3 này. Ui tự nhiên mình đã có súng level 3 các bạn ạ. Bằng cách thần kỳ đấy tự nhiên mình đã có sở hữu súng level 3 này. Vai trưởng thật sự các bạn ơi. Ok hey, mình đang có trong tay súng level 3 các bạn ạ. Rồi này tăng tốc đào nè. Đây cuốc sắt đây. Ấy ui cuốc sắt bằng ngon người ta. Wow, mình nghĩ là map này cũng không cần thiết phải nâng cấp cuốc quá nhiều các bạn ạ. Mình cầm cái cuốc sắt màu đào nó ngon thế này thì đâu cần thiết phải dùng đến ni đâu nhở. Ôi nhè. Đào nhanh hơn cả sáng tạo các bạn ạ. Ôi đào như sáng tạo luôn các bạn ơi. Ok đấy, piu mình nghĩ là lúc này là bỏ đi đi chuyển qua nhân vật KK level 2 luôn đó. Chúng ta sẽ được tăng thêm sát thương này, giảm chứ nhỉ, giảm cận chiến ra giảm tần xa nhớ nhớ. Ôi đó bay mà có KK level 2 nhá, giảm tần xa bạn ơi. Tìm bạn này ui bắn cũng đau các bạn ạ. Ui chưa gì nó gặp với nhau kìa. Ôi rồi alo anh em từ từ thôi, anh em đi kiếm đồ đi. Sao chưa gì bắn nhau rồi, hỏi chấm chưa gì đã bắn nhau rồi. Đi kiếm đồ đây, đi kiếm đồ đây, đi kiếm đồ đây. Bắn này, bắn với chúng tôi, bắn với chúng tôi à? Sao hả? Chưa gì bắn nhau rồi. Đi kiếm đồ đi, bị đâu mà vội bà vàng. Bà vấp phải đá mà quàng phải dây. Cứ từ thôi. Làm gì bà vội thế? Mấy anh em chưa gì bắn nhau rồi. Nhá, này. Cứ để mèo béo phải phòng thân cơ các bạn ơi. Ôi từ từ ơi, đi kiếm đồ đi, người ta đã chế xong đồ đó bảo đã đánh nhau các bạn ạ. Thôi thực sự mình nghĩ là ok chế đồ là ngon này. Rồi chúng ta phải chế cả súng mà vui, bác này chế súng khá là rẻ các bạn ạ. Bảo sao mấy ông cầm súng xịn thế, chơi gì cầm súng lo vít các bạn ạ. Em kéo lên tận cái súng gì này à ha. Công thức chế súng khá là rẻ các bạn ạ. Mình thấy ôi cần tận 20 súng level 1 vãi trưởng. Công thức thì nghe dị vậy. Cái công thức này khá là dị bạn ạ. Ok. À vẫn là chế kiếm à. Gì đấy. À hiểu rồi. Muốn có kiếm vàng là cần kiếm sắt, muốn có kiếm sắt là cần kiếm gỗ. Ok map này công thức nó cũng khá là lằng nhằng các bạn ạ. Rồi chúng ta có kiếm kim cương rồi này. À, súng phà kè bắc vip với cả tên. Ông là đặt quả tên cho Mercida vậy. Súng level 4, súng level 5. Cái gì đây? Người ta đã chế đồ mà đã bắn nhau rồi. Cứ thích người ta phải dùng biện pháp mạnh cơ. Nào, cứ thích phải dùng biện pháp mạnh cơ hở. Ra thầm, hả? Cứ thích phải xài biện pháp mạnh cơ. Này thì
Này thì cứ thích người ta phải xài đến biện pháp mạnh. Làm sao hả? Này, ok đi. Rồi, chúng ta đi kiếm đồ tiếp các bạn ơi. Đi chế đồ tiếp. Ok. Level 4 này. 3 này. Level 4. Từ từ. À, cần mảnh xương rồng cơ. Đây. Đây rồi. Lúc đấy là ông nào thích cả khinh bè peo nhá. Lúc đấy là mấy thanh niên nào định cả khinh bè peo nào. Qua hết đây xem nào. Lên. Đấy rồi. Ui ôi. Đây, sức mạnh tối thượng. Ôi rồi ôi. Bèo peo đang sở hữu sức mạnh tối thượng các bạn ơi. Ui rồi ôi. Gáy xem nào. Ui rồi, cái này mới gọi là sức mạnh tối thượng này. Ui, dùng được cả chuột phải lẫn chuột trái bạn ạ. Ui ok. Sức mạnh tối thượng nó là đây nè. Úi rồi ôi, úi rồi, khỏe phết được. Bắn cả laser, bắn cả cái số năng lượng các bạn ạ. Đỉnh của chóp luôn các bạn ơi. Thế thì laser đục từng. Úi rồi ôi. Bèm đứng đây sấy luôn. Thì bạn không hồi sinh nổi luôn các bạn ạ. Quan ngại sâu sắc. Úi rồi ôi. Bên kia còn không thấy bèo bèo đâu mà vẫn chơi bạn ạ. Ôi, có khẩu súng này trông ảo diễu nhở. Em thấy khẩu như kiểu khẩu Anadiber nhưng mà phiên bản bị mất một bên các bạn ạ. Ảo diệu thực sự chứ. Anh em đã đầu hàng chưa? Hả? Laser siêu phàm. Ôi, hey, mấy đứa không cần phải đi đào đâu. Anh dùng laser anh đào này. Laser bắn xuyên tường vãi chửi thật ạ. Cái súng này có hai chức năng nữa. Bắn chuột phải sẽ là laser. Bắn chuột trái sẽ là một cái súng năng lượng. Ôi, xịn thực sự các bạn ạ. Úi sổi. Hey. Anh em ở nhà có ai có quà sao không? Anh em tài trợ cho mèo béo xin 4 quà sao vậy? Ê anh em ơi, mỗi anh em cho mèo béo xin 1 quà sao đây. Tài trợ mèo béo ít quà sao đây. Mèo béo test thử cái này phát. Anh em team đỏ có ai quà sao không? Có quà sao không? Về cho anh xin 4 quà sao cái. Mỗi người cho anh xin 1 quà sao đây. Đâu rồi, đâu hết rồi. Anh đang ở nhà này. Ồ đào gì nữa trời ơi. Đây, laser này, đó, tầm mày đào gì nữa, à, dùng laser đào này, ôi xịn chưa, nhặt đi. Rồi, anh em hết rồi, anh em ở nhà hết rồi. Cho xin quả sao nào, ê, có xong. Ai ra gần đây, cho anh xin cái quả sao đây. Tình bạn làm sao mà chống cự được nữa, trời ơi, bao giờ tay đầu hàng đi. À, không ai cho quả sao à, thế mà kêu là có cũng chả ai cho các bạn ạ. À. Thế là mình phải tự kiếm thôi. Kêu là em có quà sao này mà cha thấy ai cho. Đâu, quà sao. Đây. Đâu? Đó, xem cái quà sao đây. Đâu? Chết rồi. Ấy, kiểu, ok, đùa rồi. Tôi đã tính kiếm cầm. Ok là, đây rồi. Nào. Úi dồi ôi, cái này cũng được này. Cái này phế. Ôi, phế. Ôi, hơi tù các bạn ạ. Phụ ma ra hơi lởm. Phụ ma ra cái gì ngon anh ở phụ ma hơi lởm. Laser siêu phàm. Hãy đỡ lấy sức mạnh của laser. À cho. Khỏe thực sự bạn ạ. Ui, laser này chất lượng thực sự. Bên kia vẫn chưa chế được cái súng xịn à. Ủa, bên kia vẫn chưa chế được súng laser à. Trời ơi, bây giờ này còn chưa chế được súng laser nữa. Ta cầm súng laser rồi này. Rồi anh em team bèo béo cũng chưa có ai súng laser à? Hình như là có bốn mình bèo béo chế được cái súng laser các bạn ạ. Sức mạnh của laser. Vừa laser vừa bắn súng năng lượng này. Từ từ mình sẽ dùng chiến thuật khác. Bèo béo sẽ đổi qua chiến thuật khác các bạn ạ. Từ nha, phải lag một tí. Ok. Chiến thuật mới. Đây rồi. Từ nha. Hello. Đỡ hộ cài. Hãy nhận lấy cơn thịnh độ của bé béo. Úi sần ôi. Thì bạn không hồi sinh nổi luôn các bạn ơi. Này thì sức mạnh của laser. À cho. Tội nghiệp thì bạn có ôi gì kìa.
Ôi trời ơi, nhìn lá dè trông xịn thế này cơ mà các bạn ơi. Ui trời ơi, thế này là thắng chắc rồi, có gì nữa thì bạn làm sao mà có cửa mà thắng lại béo béo nữa. Này, bây giờ mình sẽ đào một cái hố để đó, đứng từ đây bắn xuống còn được các bạn ạ. Đây, để mình đợi tí nhá. Đây, đó, thấy không? Ui trời ơi, team bạn có không thấy béo béo đâu mà team bạn cũng chết thế này thì sao team bạn thắng được. Đây, có xả laser. Ui trời ơi, đứng cái chỗ này đúng cửa bất tử các bạn ạ. Thế này thì bạn đó làm sao được nữa. Ôi dồi. Ok bạn ơi, đó thì hôm nay là chủ yếu là test thử cho các bạn cái map của chiến đào sơn rộng này. Thật ra cái map này chơi nó khá là nhanh các bạn ạ, chế độ với cả đào khá là dễ. Mong rằng là bạn chủ map có thể cập nhật sửa cho nó mượt mà hơn một chút các bạn nhá. Ok thì video xin phép được kết thúc đấy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.